Thưa quý vị và các bạn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cây Sỏn Phong Vi Hãn gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng nở hoa kết trái. Để thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về đất nước Lào, về tình hữu nghị thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc Việt-Lào, từ đó mà giữ gìn, phát huy và truyền lại tinh thần cao quý đó cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2012, mời quý vị và các bạn theo dõi bộ phim tài liệu Thắm mãi tình hữu nghị Việt-Lào do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước thực hiện. Mở đầu là 3 tập phim giới thiệu về đất nước triệu voi bình yên tươi đẹp. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là một quốc gia độc lập nằm ở Đông Nam châu Á. Phía Tây Bắc giáp Myanmar và Trung Quốc, phía Đông giáp Việt Nam, phía Nam giáp Campuchia và phía Tây giáp Thái Lan. Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài 2.067 km. 10 tỉnh của Việt Nam có biên giới chung với Lào là Điện Biên giáp với 2 tỉnh Phong Sa Lì, Luang Prabang, Sơn La giáp với 2 tỉnh Luang Prabang, Hua Phan, Thanh Hóa giáp với tỉnh Hua Phan, Nghệ An giáp với 3 tỉnh Hua Phan, Xuyên Khoảng, Buricumstay, Hà Tĩnh giáp với 2 tỉnh Buricumstay, Khăm Muồng, Quảng Bình giáp với tỉnh Khăm Muồng, Quảng Trị giáp với tỉnh Savannakhet, Thừa Thiên Huế giáp với tỉnh Saravan, Sê Công, Quảng Bình giáp với tỉnh Sê Công và Kon Tum giáp với 2 tỉnh Sê Công, Atapu. Nước Lào có diện tích tự nhiên 236.800 km², trong đó 1/4 là núi và cao nguyên, được chia thành 16 tỉnh, 1 thành phố và 1 đặc khu. Dân số 6.500.000 người, gồm 60 bộ tộc, chia làm 3 hệ chính là Lào Lùm chiếm 65% dân số, Lào Thân chiếm 22% và Lào Sủng chiếm 13% dân số. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hình thành từ khá sớm. Trong thời kỳ Pháp thuộc, do cuộc sống khó khăn, nạn đói hoành hành, một bộ phận dân cư các tỉnh miền Trung của Việt Nam đã sang Lào sinh cơ lập nghiệp. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Lào có khoảng 20.000 người, đa số sống ở thủ đô và các thành phố lớn như Viên Chăn, Champasak, Savannakhet và Khăm Muồng. Khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Lào đã đến Sares rồi định cư ở đó. Họ thành tâm theo đạo Phật và quan niệm rằng con người lúc sống chỉ như cây lúa, cây khoai, chết rồi sẽ trở về lòng đất. Họ đã lấy tên của dân tộc mình đặt thành tên quốc gia, gọi là Lào. Lào lập quốc năm 749, thời đó gọi là Vương quốc Lan San. Tiếng Lào Lan San có nghĩa là triệu voi. Năm 1893, Pháp lập chế độ bảo hộ ở Lào. Tháng 9 năm 1940, Lào bị Nhật Bản xâm chiếm. Ngày 12 tháng 10 năm 1945, Lào tuyên bố độc lập. Tháng 3 năm 1946, Pháp lại xâm lược Lào một lần nữa. Trải qua ba bước thăng trầm của lịch sử, từ kiếp đời nô lệ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Lào đã vùng lên giành độc lập tự do và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay đất nước Lào đã từng bước thay da đổi thịt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Vị thế của nước Lào cũng ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Là nước nằm sâu trong lục địa, Lào không có đường ra biển, nhưng thay vào đó, thiên nhiên đã ban tặng cho quốc gia này những dòng sông chảy dài mơ mộng, những cánh rừng nguyên thủy xanh tươi có nhiều chủng loại gỗ quý, lâm thổ sản và các loài động vật quý hiếm.
Bên cạnh tài nguyên rừng, Lào còn có nhiều khoáng sản quý đã và đang được khai thác như vàng, đồng đỏ, đá granite, bauxite, thiết, sắt, than, kẽm, lưu huỳnh và đá sapphire. Viên Chăn trở thành thủ đô của đất nước Triệu Voi từ năm 1563 dưới triều của vua Setthathirat. Nằm thoai thoải bên bờ sông Mekong, phía bên kia là tỉnh Nọn Khai của Vương quốc Thái Lan. Cuộc sống ở đây diễn ra khá êm đềm, cảnh vật thiên nhiên thơ mộng, con người hiền hòa thân thiện. Cũng vì thế mà Viên Chăn được mệnh danh là thành phố bình yên. Tên gọi Viên Chăn theo ngôn ngữ Phật giáo có nghĩa là khu rừng đàn hương của nhà vua, một loại cây quý có mùi hương thơm mát. Còn theo nghĩa tiếng Lào, Viên Chăn có nghĩa là thành phố trăng. Thủ đô Viên Chăn có diện tích gần 4.000 km vuông, chia làm 5 quận và 4 huyện trực thuộc, với gần 700.000 dân sinh sống. Tuy là trung tâm chính trị, kinh tế, du lịch, nhưng Viên Chăn không có dáng vẻ của một siêu đô thị mà vẫn giữ cho mình sự hấp dẫn riêng. Đó là cuộc sống yên bình, ít nhà cao tầng, cây cối tốt tươi, đâu đâu cũng thấp thoáng chùa chiền cổ kính. Thủ đô Viên Chăn chỉ có 5 con đường lớn là Lang San, Cây Xoắn Phong Vi Hãn, Suvarnabhumi, Sệt Thả Thirat và đường Sam Sẻn Thay. Tất cả các con đường này đều dẫn đến những địa điểm được coi là tinh hoa của nước Lào. Đó là Khải Hoàng Môn, Patusei, Thạc Luỗng, một tòa tháp biểu tượng của nước Lào. Đại lộ Lang San, trục đường chính ở thủ đô Viên Chăn, có 6 làn xe, lề đường rộng, sạch sẽ và rợp bóng cây. Trên đường phố Viên Chăn, chủ yếu có 3 loại phương tiện lưu thông, đó là xe máy, xe ô tô và xe tút tút, một loại phương tiện vận tải hành khách công cộng thông dụng, trông giống như xe lam ở Việt Nam. Người và ô tô, xe máy như một dòng chảy đông đúc trên đường, nhưng không ùn tắc, không chen lấn. Gặp đèn đỏ, gặp đường ưu tiên thì dừng lại nhường đường, tuyệt nhiên không bấm còi, không phóng nhanh giành đường vượt ẩu. Kiếp thời gian và lịch sử đã làm nên một Patusei để ấn tượng nằm cuối đại lộ Lang San hay đại lộ Thanongkluang về phía đông bắc. Đây là một biểu tượng chiến thắng của người Lào. Công trình được xây dựng từ năm 1962 đến năm 1968 để vinh danh các chiến sĩ Lào trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Patusei còn có tên gọi khác là Champs Élysées của phương Đông. Hình dáng bề ngoài có phần nào đó giống với Khải Hoàng Môn ở Paris. Tuy nhiên, Patusei vẫn mang trong mình nét bản sắc riêng của nhân dân Lào. Đó là những hình tượng trang trí, kinari, nửa người phụ nữ, nửa chim. Là những phù điêu mô tả trường Karama và các tòa tháp mang đậm phong cách của người Lào. Thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi và đoàn làm phim của Đài truyền hình Bình Phước, Việt Nam đang đứng tại trung tâm của thủ đô Viêng Chăn, đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nơi đây không chỉ là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước Lào mà còn là một nơi du lịch đầy hấp dẫn du khách, du lịch của các quốc gia. Tuy giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng của lớp xi măng phủ bên ngoài, nhưng Patusei lại được kết hợp hài hòa trong một quảng trường rộng lớn và hết sức đáng yêu. Ngày ngày, người dân Viêng Chăn cũng như du khách thập phương tụ tập về đây để ngắm cảnh, quay phim, chụp hình lưu niệm hay tung tăng đô đùa xung quanh Khải Hoàng Môn Patusei. Đây quả là một không gian thanh nhã tuyệt vời và dễ mến của người Lào. Cũng như các tỉnh thành khác ở Lào, người Viêng Chăn sống hiền lành, không bon chen vụ lợi. Hàng trăm năm qua, Đạo Phật đang sâu vào tiềm thức, tư tưởng của người dân thành phố này.
Theo sử sách nước Lào ghi lại, đến thế kỷ thứ 13, đạo Phật Tiểu Thừa được truyền bá vào đất nước Lào. Từ đó, ở Lào đã xuất hiện một số công trình kiến trúc Phật giáo khá quy mô, điển hình nhất là Thạc Luổng trên thành phố Viên Chăn. Thưa quý vị và các bạn, phía bên trái tôi là Tháp Luổng. Tháp Luổng theo tiếng Lào là ngôi tháp lớn. Tháp Luổng được xây dựng từ năm 1566, nghĩa là cách đây gần 600 năm. Tháp Luổng là một di tích lịch sử, đồng thời là một biểu tượng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chúng tôi. Tọa lạc trên một khu đất cao, rộng và bằng phẳng, cách Khải Hoàn Môn Patuxay khoảng 2 km về phía đông, tòa tháp được kiến trúc mô phỏng hình bóng của một đài sen vàng. Đây là một công trình kiến trúc Phật giáo, chịu ảnh hưởng của các tháp Ấn Độ, đồng thời cũng mang dáng vẻ riêng của nước Lào. Hình tượng quả bầu trên đỉnh Thạc Luổng không chỉ tạo nên một dáng vẻ riêng biệt về kiến trúc, mà còn mang theo cả một ý niệm thầm kín của người Lào. Phật giáo Tiểu Thừa ảnh hưởng và uốn nắn tính cách người Lào mạnh hơn bất cứ một thế lực nào khác. Tiểu Thừa có nghĩa là giáo lý của các trưởng lão. Các tín đồ Phật giáo Tiểu Thừa cho rằng Phật giáo của họ tinh túy hơn Phật giáo Đại Thừa, rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt các giáo huấn của Đức Phật trong Tam Tự Kinh hơn phái Đạo Thừa. Hiện nay các tín đồ của Phật giáo Tiểu Thừa tập trung ở Sri Lanka, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Lào. Hiến pháp năm 1991 của Lào bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Đa số người Lào đều cảm thấy thoải mái và hài lòng với kiểu tín ngưỡng độc đáo của họ. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa đạo Phật với tín ngưỡng Phật linh. Ngọn tháp chính của Thạc Luổng cao 45 m, được bao quanh bởi ba lớp tường đồ sộ, được trang trí bằng những cánh hoa sen sơn son thiếp vàng và những ngọn tháp nhỏ uy nghiêm dưới bầu trời xanh trong. Cách bức tường cánh sen ngoài cùng, qua một thảm cỏ xanh mượt, là một trường lan có mái xây vòng quanh ngôi đền, tạo nên một dáng vẻ uy nghi lộng lẫy. Theo truyền thuyết, trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và rất nhiều châu báu. Chùa Ông Tự là một trong những ngôi chùa lớn và quy mô nhất nước Lào. Ngôi chùa này gắn liền với sự tích về vua Lào Thi Tha Lạt. Sự tích ca ngợi và bảo chứng cho sức mạnh tôn giáo, niềm tin về sự cảm hóa được lòng người. Người Lào đến chùa không chỉ hành lễ, nghe giảng kinh Phật, mà đây còn là trường dạy chữ, dạy lẽ sống ở đời. Phần lớn thanh niên Lào trước khi lấy vợ đều phải đến ở chùa từ vài tháng đến vài năm. Một địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Viên Chăn là vườn tượng Phật xuống Xiên Khuôn, tục gọi là xuống Phục, tức vườn tượng Phật, nằm trong vùng Thà Đừa, cách Viên Chăn khoảng 25 km. Đường đi đến vườn Chư Phật chạy men theo bờ sông Mekong. Cảnh vật thanh bình bởi những khu rừng nguyên sơ, những con suối chảy róc rách bên dòng Mekong mênh mang. Vườn Chư Phật hay còn gọi nôm na là Bãi Phật, là một quần thể gồm hàng trăm bức tượng được đúc theo Phật thoại. Vườn tượng Phật là những hình ảnh pha trộn của Hindu giáo, Phật giáo, những thần nhân trong sử thi Ramayana, quần thể tượng Phật và những vị thần Shiva, Arjuna, Vishnu, Rama, Sita. Các tác phẩm này đều sử dụng chất liệu xi măng, không qua sơn phết hay phủ lên bất kỳ một chất liệu gì khác. Sự thô mộc của chất liệu xi măng qua thời gian đã tạo nên những nét rêu phong cũ kỹ, thể hiện qua các mảng màu đơn giản của thiên nhiên, của sự bào mòn thời gian, làm cho thần thái của những bức tượng này có thêm vẻ kỳ bí huyền hoặc. Trên đường phố của thủ đô Viên Chăn, ta cũng dễ dàng bắt gặp những quán ăn, nhà hàng mang tên Việt Nam.
Bà con kiều bào sinh sống tại đây khoảng gần 6.000 người, phần lớn là những thương nhân. Trong số 6.000 Việt kiều sống tại thành phố, có khoảng 800 hội viên câu lạc bộ Hội đồng hương tỉnh Siêng Khoảng. Họ sống rất có ý thức cộng đồng, gắn bó đoàn kết với nhau và luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt trên đất bạn Lào. Không chỉ dạy chữ, giữ gìn tiếng Việt, nhiều gia đình còn giáo dục con em mình về truyền thống tốt đẹp trong gia đình người Việt như sống hòa thuận, kính trên nhường dưới, giữ gìn lễ nghĩa trong gia đình. Được gặp gỡ và trò chuyện cùng bà con, chúng tôi càng hiểu hơn về tình cảm gắn bó, đoàn kết và tấm lòng của những kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Lào. Đất nước bình yên, đi đâu cũng thấy rừng cây xanh ngắt, dòng bê công mênh mang, những mái chùa cong vút và những cư dân hiền lành chất phác, sống thấm đượm tình người.